tiếp tục chương trình của đoàn ban hoàng pháp trung ương ban kinh tế tài chính trung ương tại các tỉnh tây nguyên sáng ngày 22 tháng 6 năm 2024 đoàn đã đến chùa sắc tứ khải đoan thành phố buôn mê Thuộc thăm và cúng dường trường hạ đón tiếp đoàn có hòa thượng thích Châu khoa ủy viên hội đồng trị sự trưởng ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh đắk lắc hòa thượng thích giác tiến ủy viên hội đồng trị sự phó trưởng ban thường trực ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh cùng chư Tông đức ban trị sự quý hành giả an cư và phật tử trong tỉnh về tham dự phái đoàn ban hoàng pháp trung ương có hòa thượng thích tự nghiêm ủy viên hội đồng trị sự phó ban hoàng pháp trung ương giáo hội phật giáo việt nam thượng tọa thích minh nhận ủy viên thư ký hội đồng trị sự phó ban chánh thư ký ban hoàng pháp trung ương giáo hội phật giáo việt nam thượng tọa thích quảng dũng ủy viên hội đồng trị sự phó trưởng ban kinh tế tài chánh trung ương giáo hội phật giáo việt nam Đại đức Thích Minh Thật, Ủy viên Hội đồng trị sự, Chánh Thư ký Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng Chư Tôn Đức Tăng Đi đi cùng đoàn. Hòa thượng Thích Châu Quang phát biểu chào mừng đến phái đoàn. Trường Hạ là một việc làm thiết thực cho việc hoàn dương chánh Pháp. Một mặt vừa thể hiện tinh thần trách nhiệm của người con Phật đối với Tăng Bảo. Một mặt là cơ hội tốt cho chúng sanh gieo trồng hạt giống lành vào ruộng phước màu mỡ, nền tảng của mọi công đức là kết quả tốt đẹp cho tự thân mỗi người phát tâm cúng dường, được an lạc và hạnh phúc dài lâu. Ban Thượng trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cùng đón phái đoàn Ban Hoàng Pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương đến thăm và làm việc cúng dường trường Hà mang một ý nghĩa cao quý. Mong Phật Pháp tâm bảo trụ thế lâu dài mang lại lợi ích cho chúng sinh. Đại đế Thích Minh Đăng thay mặt Ban trị sự báo cáo công tác hoạt động tại trường Hà Thời gian an cư kiết hạ từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 16 tháng 7 năm Giáp Thình với 3 trường hạ an cư. Chưa Tăng Bắc Tông tại Chùa sắc Tứ Khải Đoan, 117 Phan Bội Châu, Phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột. Chưa Ni Bắc Tông tại Chùa Dược Sư, 116 Nguyễn Văn Cự, Phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột. Chưa Tăng Ni Hệ Phái Khất Sĩ tại tỉnh Sáng Ngọc Quang, 22 Đoàn Thị Điểm, Phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Tổng số tu sĩ Phật giáo hiện nay trong toàn tỉnh 690 vị. Theo đó, toàn tỉnh có 3 trường hạ với 420 hành giả an cư. Trường hạ Chư Tăng Bắc Thông tại chùa Sắc Tứ Khải Đoan, 183 hành giả. Trường hạ Chư Ni Bắc Thông tại chùa Dược Sư, 157 hành giả. Trường hạ Tăng Ni Khất Sĩ tại tỉnh Sáng Ngọc Quang, 70 hành giả. Các trường hạ trung tỉnh đều tuân thủ theo truyền thông, phép tác an cư kiết hạ của Phật chế và thông mạch hướng dẫn của Trung ương Giáo hội, tập trung tại một trú xứ tăng ni riêng biệt bố tác mỗi tháng hai lần. Hòa thượng Thích Tượng Nghiêm phát biểu hỏi thăm đến chư tôn đức tăng ni, các hành giả an cư. An cư kiết hạ là pháp tu hành của người xuất gia trong ba tháng mùa hạ, là một truyền thống có giá trị rất thiết yếu trong văn hóa Phật giáo là thời gian mà tăng ni chúng tập trung tại một ngôi chùa chỉ định, thúc liễm thân tâm, chuyên lo tu học, trao dồi tam vô lậu học, tinh tấn đạo nghiệp và xây dựng tinh thần lục hòa cộng trụ. Thượng tòa Thích Quảng chủng thay mặt phái đoàn tác bạch cúng dường trường hạ 50 triệu đồng, cùng nhiều phần quà tình vật gửi đến chư vị hành giả an cư trong tỉnh. Cuối buổi lễ thượng tòa Thích Huệ Giáo, Ủy viên Ban Hoàng Pháp Trung ương, trưởng Ban Hoàng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cũng có thời pháp thoại gửi đến quý Phật tử tại Đắk Lắk thượng thọ đã chia sẻ về ý nghĩa của việc an cư kiết hạ của chư tăng ni theo tỷ ni luật tạng của đức bổn sư thích ca mâu ni phật chế định tất cả chư tăng ni phải tập trung về một trụ xứ thích nghi tu tập tam vô lậu học giới định huệ nhân dịp này thượng thọ cũng sách tấn quý phật tử tinh tấn tu tập trao dồi kinh điển đến có hướng đi đúng đắn trên con đường học phật tu nhân